Tớ Phúc. Và mình đang mặc một bộ MU với chiếc áo số 10. Anh em nào biết số 10 của MU là ai comment nha. Nay mình có trận banh với mấy anh em đội chủ sân. Chủ sân là Chí Toàn Công Tâm ha. Chủ sân CT Sport ở đây luôn. Một trận sân 7, xung quanh là bọc bởi những cái vách tường. Mình có một trận này với U19 Lyon bị chân hành. Nay đá lại đây để lấy lại thể diện. Nay đội chủ sân khai trương cao mới luôn. Áo của Manchester United. Mà tiếc quá mình không được mặc áo số 7. Không biết ai trong đội mặc áo số 7 nữa. Đang ngồi ngoài kia kìa. Lúc nào chiều trời nó cũng mây âm u như vậy nè. Thành ra mình cũng sợ mưa. Nên thành ra là toàn mang dép không. Vậy ha. Rồi mấy anh em đang thay đồ. Đối thủ thì bên kia cũng đang thay đồ. Rồi mấy anh em đội mình thì ở đỏ bên này. Nha. Rồi mình vô mang giày cái. Rồi mọi người cùng xem nha. Sao bố uống nước nha. Đó, sau khi mà thấy nhau là mình vô hữu gì cho nhẹ nhẹ đi. Mấy anh đốc sạc vô. Rồi cũng có mà lo gì nữa. Từ từ đá nè. Coi luôn luôn người nào. Dạ. Và thủ môn ngày hôm nay của đội mình là Mã Hoàng Phúc, một thủ môn futsal chuyên nghiệp mà mình đã nhắc trong một video clip trước đây rồi nha. Bình thường bắt sân 5 mà hôm nay ra sân 7 xem có bắt được không nhé. Phúc ơi. Cắt. Về lại đi, về lại. Đây. Yeah, chạy về. Bỏ ra phốt cho em. Bỏ ra phốt. Chết rồi. Em xét rồi. Vậy sao rồi? Theo hoài luôn á trời ơi. Ok, đứng luôn. Ăn vành nữa. Sau lưng. Dí qua luôn, Ok. Đây luôn. Lấy luôn, ok. Hả? Vậy. Hey. Chạy về. Ok. Cái nữa. Bỏ qua.
Dí. Ok. Chạy về. Nè. Ok. Ủa em chân trái không? Phải luôn. Tay đâu? Quay luôn. Chệt góc tí xíu. Ơi, giữa. Đây, chào anh. Theo. Đây. Phụ anh. Slide. Ok. Đây lại, về lại em. Đuổi rồi. Anh đã nhanh quá đuổi. Tốt rồi. Thôi. Hả? Nhiều quá mệt. Tổ Phúc ơi. Tổ Phúc. Hết. Hơi. Dở. Này chú muốn quyển chứ. Ừ. Nãy giờ Mã Văn Phúc đã có đến 3-4 pha cản phá rất là xuất sắc. Anh em thấy hay thì nhớ like cho Mã Văn Phúc nha. Thôi đây. Ok. Còn biên. Thôi. Đá luôn được rồi. Ừ, đá vô gôn là ăn rồi. Yeah. Hay quá anh ơi. Này. Hết chạy. Đó rồi. Hay quá, chống chuyện hả? Rồi sáng rồi. Quyết lên. Ha. Come on.
lên một, bước lên một. Ây da. Hamburger. Rồi coi lại. Coi tính coi. Và bây giờ mình đang ở Vinhome Grand Park ha. Đây quận 9. Chà, ở đây đẹp lắm mọi người ơi, có quá trời chung cư phía bên kia luôn, nguyên một dãy chung cư luôn bên đó, em thấy không? Ở đây có một sân banh, mình có tí việc ở đây với ở sân banh này, lát nữa mình chụp ảnh cho mấy người, cho một người bạn mình bên một cái doanh nghiệp cà phê. Xung quanh sân cũng đỏ tím nhỉ? Xung quanh có rất nhiều cây che chút quanh cái sân banh này. Đá đây rồi ngắm nguyên một tòa nhà lớn thế này. Chiều chiều hoàng hôn xuống hả? Chiều chiều hoàng hôn xuống. Và đây là Hoàng Tiễn, nhà sáng lập của chuỗi cà phê Coffee By, một thương hiệu cà phê Tết Away tại thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi, hoàng hôn xuống mấy nhà chung cư đẹp lắm á. Đã chắc phải mua một căn đây ở quá. Đội này đội khác thuê đúng không ta? Không, không có thuê, trong này miễn phí. Ủa vậy hả? Tiện ích miễn phí hết. Ồ, chỉ đặt lịch thôi rồi vô đá thôi đúng không? Ai cũng có thể đặt lịch hết trơn á. Quá đã luôn. Một gia đình còn đặt được. Sắp khai trương mấy sân nữa. Ở đây đi vô xíu nè. Dạ, dọc dọc đây nhiều sân lắm đúng không? Cứ mỗi một một cái tòa vậy sẽ có vài cái sân banh. Ờ, tennis thể thao, sân banh, sân cầu lông, bóng chuyền, tennis. Bên đây là sân bóng rổ. Hồi nãy lúc đi vào thì có thêm một cái sân nữa nhỏ hơn. Sân này chắc sân 5, nhỏ sân 5 luôn. Sân bóng đá luôn hả? Ờ, không biết phải sân bóng đá không? Ờ, đúng rồi, sân 5 nhưng mà trong này sân 7 nó cũng bé hơn bên ngoài nè. Sân 5 cũng bé hơn. Ờ, sân 7 cũng bé hơn. Thôi, sân 7 này đá SBL được. Sân 7 này chắc cự ly SBL nè. Ờ, thấy... Hôm nào thi có đội á, cáp xuống anh em giao lưu. Ờ, để dẫn một đội xuống đây đá giao lưu. Chủ yếu là trải nghiệm sân bóng. À, thực ra là chuyến đi ngày hôm nay của mình tới cái sân banh này, Tú quận 9, xa bút chỉ Cà Na luôn, là để chụp hình cho đội cam này. Quen ông Tiễn rủ xuống đây chụp hình. Ui, đi xa dã man. Đó, nguyên tòa nhà to. Sân banh thì thuộc tòa nhà này thì đá miễn phí ha. Mua nhà ở đây được đá banh miễn phí. Ok, hay không? Có sao không? Tình hình là hồi nãy mình lên đây á, mình được đổi đôi giày cho men. Đó. Vì đội bạn một thủ môn đang đây. Thủ môn đội đang mang đôi giày của mình. Quyền thoại của Vinhome, ông bầu của công chúng. May quá có giày của Theory Style. Để có giày mang. Đưa lại đi. Đưa lại đôi Ultra Boost sặc sỡ này cho mình mang. Thì anh em cùng xem một số hình ảnh mình đã chụp nha. Nếu anh em thấy đẹp thì nhớ like và đừng quên đăng ký kênh nha. Mình là Tận Ti, xin chào, gặp lại. Bye bye.